Trước hết xin thay mặt cho Kanzai cảm ơn ban tổ chức đã phỏng vấn tôi ngày hôm nay. Như các anh chị đã biết thì Kanzai là tập đoàn của Đức, kinh doanh về nhiều lĩnh vực bao gồm thiết bị y tế, thiết bị bán dẫn, các sản phẩm về tiêu dùng. Tôi đến từ bộ phận giải pháp chất lượng công nghiệp. Thì đến với triển lãm năm nay, chúng tôi có trưng bày những cái sản phẩm có công nghệ cao như máy đo 3 chiều, CMM Spectrum, đo chạm và tính năng quét scanning, cũng như là các loại kính hiển vi điện tử và công nghệ quét 3D. Chúng tôi mang những cái thiết bị này đến vì đây là những cái thiết bị đo lường, nó sẽ giúp ích cho việc quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng đầu ra, cũng như là giúp khách hàng đưa được những cái sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng. Thực ra mục đích chính chúng tôi tham gia triển lãm lần này tức là quảng bá hình ảnh của Kanzai đến khách hàng. Thứ hai là đem những cái công nghệ mới giúp khách hàng quản lý chất lượng. Và thứ ba nữa là mục đích chính là chúng tôi muốn tiếp cận đến các đối tượng khách hàng sản xuất các linh kiện điện tử. Đây chính là tệp khách hàng quan trọng mà tập đoàn Kanzai tập trung muốn hợp tác trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, nhằm giúp đỡ khách hàng mang được sản phẩm tốt nhất ra thị trường. Với phương châm của Kanzai là thành công của khách hàng chính là thành công của Kanzai. Như triển lãm năm nay thì mình biết là cũng xảy ra trong khoảng thời gian là sau bão Gagi. Ngày đầu tiên thì cũng rất là mưa, nhưng mà với sự nỗ lực không ngừng của ban tổ chức, sau ngày thứ hai khi mà mưa tạnh thì chúng tôi cũng rất ấn tượng với số lượng visitor đến tham quan triển lãm lần này. Đấy là thành công cho triển lãm ngày năm nay.